Thưa quý vị, trong năm 2023, Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam và Công ty Cổ phần Quảng cáo và Hỗ trợ Thương mại sẽ tổ chức triển lãm quốc tế chuyên ngành logistics vào tháng 8 tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là lần đầu tiên tổ chức triển lãm được kỳ vọng sẽ tạo ra một sự kiện giúp thúc đẩy ngành công nghiệp logistics Việt Nam phát triển xứng tầm với tiềm năng vốn có. Theo Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam, logistics là một trong những ngành tăng trưởng nhanh và ổn định nhất của Việt Nam với tốc độ bình quân từ 14 đến 16% một năm, với quy mô từ 40 đến 42 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Theo bảng xếp hạng của Agility 2022, Việt Nam được xếp hạng thứ 11 trong nhóm 50 thị trường logistics mới nổi toàn cầu. Nhờ vào sự ổn định về chính trị, xã hội và vị trí địa lý thuận lợi, Việt Nam đang hưởng lợi từ làn sóng dịch chuyển chuỗi cung ứng. Trong cái bối cảnh hiện tại thì với lại cái việc xuất nhập khẩu đang gia tăng và cái cơ hội phát triển cho ngành dịch vụ logistics thì cả về vấn đề logistics quốc tế vẫn logistics nội địa là đều có nhiều cơ hội để phát triển. Trong những khu vực như ASEAN thì chúng ta có cái cơ hội để thể hiện những cái vai trò dẫn dắt của chúng ta trong khu vực, đặc biệt là khi trong cái bối cảnh mà dịch chuyển cái chuỗi cung ứng từ bên Trung Quốc hay từ bên các nước khác đến Việt Nam. Bên cạnh những lợi thế, những khó khăn và thách thức đồng thời hiện hữu như chi phí dịch vụ cao, áp lực lên cơ sở hạ tầng ngày một lớn, theo các chuyên gia, ngành logistics vẫn rất cần phát triển kết nối hạ tầng, hợp tác công tư mở rộng thành các trung tâm logistics và chuỗi cung ứng toàn diện về lưu thông, chế biến, bảo quản, vận chuyển và phân phối. Tới đây, từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 8 tại thành phố Hồ Chí Minh, triển lãm quốc tế chuyên ngành logistics sẽ được diễn ra với quy mô dự kiến 250 doanh nghiệp tham gia trưng bày trong nhóm các ngành hàng vận tải và giao nhận, hệ thống kho và xếp giữ hàng hóa, đóng gói, dịch vụ và ứng dụng và công nghệ thông tin. Với kỳ vọng mang đến một sân chơi chuyên ngành nơi các doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế trưng bày các giải pháp, sản phẩm, dịch vụ và công nghệ mới nhất giúp doanh nghiệp tối ưu hóa giá thành sản xuất và hợp lý hóa các quy trình logistics. Với kinh nghiệm tổ chức trên 20 các hội chợ triển lãm hàng năm, VNSAT tự tin với hệ thống dữ liệu đối tác và khách hàng trong nước và quốc tế sẽ giúp Vlog 2023 tiếp cận được đa dạng tệp khách hàng. Các chuyên gia kỳ vọng, triển lãm sẽ tạo ra một sự kiện giúp thúc đẩy ngành công nghiệp logistics Việt Nam phát triển xứng tầm với tiềm năng vốn có, đồng thời tạo tiếng vang kêu gọi thu hút đầu tư nước ngoài, chuyển giao công nghệ vận hành, đào tạo nhân lực, thiết lập hệ sinh thái xanh trong ngành logistics. Thì đây có thể nói là lần đầu tiên chúng ta mới có một cái triển lãm chuyên ngành về dịch vụ logistics dự kiến tổ chức vào tháng 8 tại thành phố Hồ Chí Minh. Thì cái triển lãm này cũng sẽ giúp cho chúng ta có thể nhìn nhận những cái thành tựu hoặc là những cái thành tích của các doanh nghiệp, cái năng lực của các doanh nghiệp logistics Việt Nam. Qua đó cũng là cái kênh để có thể là kết nối các doanh nghiệp logistics Việt Nam với doanh nghiệp logistics ở trên thế giới. Điểm đặc biệt, triển lãm logistics sẽ được tổ chức đồng thời gian và địa điểm với triển lãm quốc tế chuyên ngành Việt Food and Beverage ProPack lần thứ 27. Mối giao thoa giữa hai triển lãm ngành F&B và logistics sẽ tạo ra chuỗi liên kết gia tăng hiệu quả thương mại, đa dạng hóa nguồn cung ứng, thúc đẩy cạnh tranh giữa doanh nghiệp trong và ngoài nước.